Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hỏi Làm Xài Bình Dấn. Thì hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình đi hái xài với em mình nên mình cập nhật giá trễ, mong các bạn thông cảm nha. Thì tại do mua xài mão các bạn nên đi hái tiếp, rồi giờ này mới rảnh mới cập nhật giá cho các bạn nắm nha. Hello, xin chào các bạn nha. Thì do là từ 12 giờ tới 4:30 mưa các bạn ơi. Rồi ở ngoài đồng nữa, không có 3G wifi nên mình tới chiều tối mình mới cập nhật được giá nha. Thì mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay em mình là mua cái vườn này mua mão nha các bạn, nhưng mà thường á là mua lựa nha. Thì mình sẽ cập nhật giá xài mua lựa các bạn. Thì hiện tại là xài xanh, xanh nhất là 20, xanh nhì là 10.000, xài vàng, vàng nhất là 26.000 và vàng nhì là 12.000. Thì đó là giá xài Đài Loan mới nhất hôm nay nha các bạn. Thì giá này là giá mua tại vườn, mua lựa. Thì xài nhất và xài nhì nha. Thì bữa nay không còn mua xô nhất nhì nữa các bạn ơi. Thì anh em nhà vườn nào ở khu vực Đồng Tháp có xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình. Mình ghim ở góc trái màn hình. Những anh em nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ nhấn quả chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Còn mấy video hôm nay mình thông báo ngắn gọn là đây thôi các bạn ơi.